Sáng ngày 7 tháng 12, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Tuấn Khiêm, 35 tuổi, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thụ lý điều tra về tội vận chuyển hàng cấm là pháo. Vào khuya ngày 6 tháng 12, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và các lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương tuần tra tại đoạn đường vào hầm rác cách tỉnh lộ 831, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, thì phát hiện xe ô tô 70A22785 có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe ô tô kiểm soát, qua đó phát hiện trên xe ô tô chứa rất nhiều pháo nổ. Tổng số lượng pháo thu giữ 150 hộp pháo các loại và 3 bao pháo bánh, khối lượng khoảng 290 kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 131 hộp pháo các loại và 11 bao pháo bánh, khối lượng khoảng 285 kg, cách đó 500 mét. Qua làm việc, Nguyễn Tuấn Khiêm khai nhận toàn bộ số pháo trên là do Khiêm dùng ô tô chở thuê pháo lậu từ biên giới về huyện Đức Hòa với giá 2,5 triệu đồng cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch. Sau khi tiến hành kiểm tra kiểm đếm, lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh làm rõ.